Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Ngày 26 tháng 3 năm 2004, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó nhấn mạnh tăng cường các biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ, hoạt động văn hóa nghệ thuật. 20 năm đi vào thực tiễn, Nghị quyết 36 đã phát huy được sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nhịp cầu góp phần gắn kết chặt chẽ người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc. Từ 2,7 triệu người năm 2003, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 6 triệu người, với tốc độ tăng trưởng nhanh khoảng 5% một năm, độ bao phủ tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó trên 80% ở các nước phát triển. Kiều bào từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư 385 dự án FDI tại 42 trên 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký 1,72 tỷ đô la Mỹ. Kiều hối năm 2023 vào khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với năm trước. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng mà ngày càng khẳng định vị thế, có đóng góp nhất định đối với nước sở tại cũng như vun đắp tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thành tựu 20 năm triển khai Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được kênh VTC10, kênh truyền hình chuyên biệt về kiều bào, sẽ truyền tải đầy đủ trong các chương trình Việt Nam Thế Giới, Người Việt Nam Châu, Cẩm Nang Kiều Bào, Việt Nam Ngày Nay, Dòng Máu Lạc Hồng. Phát sóng liên tục hàng ngày trên kênh VTC10 và các nền tảng số của VTC.